Cảnh sát tỉnh Leicester cho biết, trong cuộc họp vào tối 9 tháng 11 với lãnh đạo địa phương và dựa trên những tính toán ban đầu của chính phủ, có ít nhất 10.000 người đã thiệt mạng tại tỉnh này. Trên đường bão quét qua tỉnh này, 70-80% nhà cửa và cơ sở hạ tầng đều bị phá hủy. Tỉnh này nằm ở miền trung Philippines với dân số 1,7 triệu người và là một trong những nơi bị siêu bão Haiyan tàn phá nặng nề nhất. Một số khu vực khác của miền trung, nơi siêu bão quét qua đã ở trong tình trạng bị cắt đứt liên lạc hơn 2 ngày. Thành phố Tacloban với dân số 220.000 người cũng đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Cơ quan cứu trợ thiên tai của Philippines ngày 10 tháng 11 cho biết hơn 4,46 triệu người ở 36 tỉnh bị ảnh hưởng, trong đó gần 477.750 người phải sơ tán tránh bão. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại do bão Haiyan gây ra tại Philippines. Các cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc hiện đang nỗ lực hỗ trợ Philippines khắc phục hậu quả của bão. New Zealand và Australia ngày 10 tháng 11 đã gửi khoản viện trợ trị giá 490.000 đô la Mỹ cho những nỗ lực cứu trợ ở Philippines, đồng thời tuyên bố có thể hỗ trợ thêm. Dự kiến, 60 tấn trang thiết bị y tế và liều bạt của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF sẽ tới Philippines vào ngày 12 tháng 11 tới. Trong khi đó, tại Trung Quốc, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác phòng chống bão Haiyan, Tổng bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão và hạn hán Trung Quốc đã nâng mức độ ứng phó khẩn cấp lên cấp độ 3, đồng thời ra thông chi cho các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và khu tự trị Quảng Tây theo dõi chặt chẽ hướng đi của bão và chuẩn bị kịp thời mọi phương án ứng phó khẩn cấp. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo, bão Haiyan đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, Tây Tây Bắc với tốc độ từ 30 đến 35 km một giờ. Do ảnh hưởng của bão, dự kiến trong ngày 10 tháng 11, khu vực Trung và Nam tỉnh Hải Nam, vùng biển thuộc Nam Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió giật cấp 10 đến cấp 12, phía Nam đảo Hải Nam sẽ có mưa to và rất to. Theo thống kê của tỉnh Hải Nam, tính đến 20 giờ ngày 9 tháng 11 giờ địa phương, toàn tỉnh đã có gần 27.000 tàu đánh cá quay vào bờ tránh bão an toàn.